sinh cư, một đứa trẻ sinh ra thực công nghệ, nơi khoa học bậc nhất phát triển đúng là không tệ. Ngay từ nhỏ có đam mê cực lớn với khoa học, muốn được bay ra vũ trụ khi chỉ mới là thằng nhóc. Hôm nay là ngày đặc biệt, người bạn thân là tài sư, muốn được tỏ tình với Okawa vì nhiều năm qua chưa dám thử. Nhưng trước một ngày có nhiều biến đổi, xuất hiện một vài hiện tượng lạ, và ngày hôm nay có một tia xanh khiến cả nhân loại bị hóa đá. 3.700 năm trên cả hành tinh nơi trôi qua, sinh cư đếm đúng từng giây kể từ ngày đó đã xảy ra. Ngày đầu tiên khi cậu thức giác, cơ thể đã trở lại bình thường. 6 tháng sau đó đến lượt tài sư cũng đã tỉnh dậy thật phi thường. Cả hai cùng nhau hợp tác tìm cách chế tạo ra thuốc giải, khi những bức tượng trở về con người để xây dựng lại được tương lai, và muốn cùng nhau tạo ra vương quốc khoa học để cứu lấy nhân loại, tiếp tục hồi sinh Tsukasa và Okawa được tỉnh lại. Nhưng Tsukasa có suy nghĩ khác về thế giới, cậu không muốn cứu những người giàu có vì bọn họ có mặt tối. Họ sẽ chiếm đất, chiến tranh, người nghèo không tự do và muốn phá hủy tất cả từng đá người hồi sinh không phải họ. Tsukasa đã giết sinh cư để không còn ai có thể chống, một phần hóa đá vẫn còn chưa rã nên nhóc sinh cư được cứu sống. Cậu biết rằng những phần cơ thể nếu tiếp tục tái sinh hoàn toàn thì có bệnh nặng cũng sẽ chữa khỏi nếu tái tạo được hoàn thành. Thật giới thời kỳ đầu đá sẽ chia ra hai thế lực, một bên sử dụng sức mạnh phá hủy từng đá giết hết kẻ láo xược, sinh cư tìm được những dân làng mới xây dựng khoa học cho người dân và luôn ghi nhớ công thức Albert Einstein đến 10 tỷ%, nấu mì ramen trong thời đầu đá, làm ra điện hay chơi coca, chế tạo thuốc có thể kháng sinh cứu sống rù ri khỏi căn bệnh lạ. Người sẽ truyền lại trong câu chuyện đã rất lâu vẫn được truyền miệng về ngôi làng Ishigami, cũng chính là cha để lại tâm nguyện. Khi nhân loại đã bị hóa đá, cha cậu đang ở ngoài vũ trụ muốn đem về quà tặng khoa học cho cậu một sức hưởng thụ, nên khi địa cầu rơi vào thực giới thì ông cũng muốn quay trở về xây dựng làng cùng các thành viên trên tàu vũ trụ nhờ các ngành nghề. Và cậu tin tưởng một ngày nào đó chắc chắn cậu sẽ được hồi sinh, nên đã cố gắng truyền các câu chuyện và bản ghi âm trong mộ của mình. Ở một nơi không có công nghệ, sinh cứ tạo ra cả thủy tinh, tạo ra bia xe tăng chiến đấu và chế tạo cả điện thoại thông minh để chiến đấu bên Tsukasa, biến người anh ta về phe mình nhờ việc hồi sinh em gái yêu quý để cho anh ta giữ bình tĩnh, không còn muốn tiêu diệt người khác, xây nhập vào liên minh khoa học. Nhưng có người khác muốn xây dựng lại thế giới cực ác độc. Tsukasa bị trọng thương, sinh cư chế tạo ra một nơi có thể làm đông thân thể của Tsukasa và tìm nguyên nhân khiến nhân loại bị hóa đá cũng là cách để có thể cứu được anh ta.